Chào anh em nhá. Hôm nay bên em vừa mới gióng theo một con xe này để giới thiệu cho anh em để làm phụ tùng nhá. Thế anh em là ở xa nhá, trong khu gọi là miền Nam thì bên em sẽ bên em bán phụ tùng thôi. Đấy, ở xe ở xa thì là anh em là gửi xe nó hơi khó. Anh em vừa xem kênh của bên em, anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhá, cho kênh đăng ký kênh. Thì sau anh em xem lại nó dễ hơn. Thì tất cả cái dòng xe này từ Way Gym nhá, anh em đều có thể làm được hết nhá. Way Gym Cook Win. Đấy. Con xe như này thì là bên em bán phụ tùng này, bán cầu số lốp nhíp đầy đủ hết. Xong rồi về phần khung này anh em tự làm nhá. Thì em quay giới thiệu chi tiết đây để anh em có thể tham khảo tự làm nhá. Thì cái thùng đây. Đấy thì anh em đấy. Anh em có thể tự làm được hết nhá. Đây từ phần khung giờ đi nhá. Đấy. Phụ tùng thì bên em bán hết tất cả phụ tùng nha anh em nhé. Đấy. Đây, bao gồm phụ tùng này thì anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhé, thì phụ tùng em sẽ để phía sau. Bộ phụ tùng bao tiền thì bên em sẽ báo giá sau. Đấy thì nó gồm số phụ này, cầu này, nhíp lốp này. Đấy là đủ như này thôi, và hệ thống phanh anh em nhé. Đấy, hệ thống phanh về anh em làm giá máy này. Giá máy phần khung nhá. Đấy. Giá máy phần khung. Cái này là số tiến lùi đây. Số tiến lùi anh em cài vào số tiến lùi. Lắp đầy chi tiết đầy đủ hết. Và đây sẽ là phanh tay. Phanh tay dây dài đây. Đấy, và cần số phụ, kéo cần số phụ em ơi. Đây cái cần số phụ bên này. Đấy. Em bỏ đây luôn này. Đấy. Giá máy như nào thì bên em sẽ hướng dẫn tất cả anh em nhìn qua đây, anh em có thể lắm được qua thôi. Đấy, đè điếc là còn về anh em chỉ được làm phần khung thôi. Đấy, khung và thùng như này. Đấy. Cái đầu xe máy thì anh em cắt ra đây. Anh em cắt cái phần của phốt thôi. Đấy, anh em cắt phần của phốt ra là được. Em quay đây là chi tiết để hướng dẫn anh em làm rồi nhá. Thì còn phần phụ tùng thì bên em cung cấp phần phụ tùng cho anh em. Đấy, nó đầy đủ hết phụ tùng, là dây cần số phụ này. Đấy, một lát em sẽ giới thiệu về clip sau một chút thì anh em có thể tham khảo qua. Đấy, đây còn phần khung máy này, khung này, sườn này, đấy số phụ này, số tiến lùi này, đầy đủ hết nha anh em nhá. Đấy, đó làm cũng rất chia dễ thôi. Đấy, để anh em được rồi, hạ xuống tâm. Anh tâm một em tay với. Đấy thì phụ tùng em để phía sau một tí nhá. Đấy khi hạ thùng rồi nó sẽ đẹp như này anh em nhá. Rồi còn phần phụ tùng về sau anh em có thể tham khảo qua. Anh em mua phụ tùng hoặc là mua cả xe, anh em mang xe đến bên em sẽ đóng cả xe nha anh em nhá. Rồi anh em xem tiếp phần phụ tùng nhá. Rồi chào anh em nhá. Thì quay lại chở phụ tùng nhá. Thì anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhá. Thì sau đây bên em sẽ giới thiệu vụ phụ tùng chế xe ba bánh nhá. Thì cái trước clip đấy thì bên em đã giới thiệu cái xe rồi. Thì anh em cố gắng xem hết video thì bộ phụ tùng có như nào thì bên em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em nó như vậy nhá. Thì thì nó sẽ gồm bộ phụ tùng như nào thì bên em sẽ giới thiệu nhá. Nó gồm không thể thiếu cầu rồi, số phụ, số tiến lùi, nhíp, cần số phụ và xi nhan, phanh tay. Đấy, và nhíp. Và nó một đôi lốp nữa, đôi lốp mới là 400-12 anh em nhá. Và la răng. Đây sẽ đầy đủ hết cho anh em một cặp lốp nhíp nha anh em nhé, là răng đen, lốp 400-12, lốp màu vàng, nhưng hôm nay em chỉ còn màu đỏ thì anh em có thể xem qua. Đấy, số tiến lùi đây. Đấy, số tiến lùi thì em đã giới thiệu rồi. Đấy, số tiến lùi thì bên em bán lẻ nhá, anh em mua hỏng số tiến lùi thì anh em có thể mua bên em, và hỏng trục cái đăng này bên em bên em cũng bán rời nhá. Đây quang treo nhíp, đây là phụ tùng của nhíp nhé các bác nhé, và phanh. Đấy, và đây là số phụ gồm những cái gì? Số phụ này, cần này, cần số, dây số này, đầy đủ hết anh em nhé. Cầu thì cầu này thì bên em có nhiều mức 80-90 mm1 đấy, anh em có thể mua. Đấy, và nhíp sẽ là 1-2-3-4 5 lá dài và 80 nhá, 5 lá dài 75, 5 lá dài 75 anh em nhé. Đấy, và phanh tay của nó kia. Đấy thì anh em có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em. Đấy, đầy đủ bộ phụ tùng như này thì bên em bán mức giá bao nhiêu thì anh em có thể alo cho bên em nhé. Bây giờ nó cũng nhiều người bán mà, thì anh em có tham khảo cho rẻ anh em mua, hoặc là anh em mua bên em. Đây thì bên em là toàn hàng chất lượng thôi,
Tất cả mọi thứ là đều là dày dặn và khỏe hết đấy các bác nhá. Nên là chất lượng thì nó so với đơn vị khác thì anh em có thể tham khảo, như bên em toàn đồ tốt thôi. Đấy, số tên lùi tốt này, nhíp mồi phanh tay xi nhan đầy đủ hết tân tật, và la răng dày la răng đen đấy anh em nhá. Đấy, em giới thiệu sơ qua thôi. Bên em thì anh em vào đăng ký kênh nhá, thì cái phần video góc màn hình ấy, anh em bấm vào phần video đăng ký kênh thì sau anh em có thể xem video là máy này, phụ tùng này, tất cả các loại để anh em có thể tham khảo qua. Thì bên em có hàng nghìn video để anh em xem. Anh em có mà xem nó rất chi là nhiều đồ chế để anh em tham khảo qua, và chi tiết hướng dẫn như nào thì anh em có thể xem tại kênh của bên em Quế Bắc Giang anh em nhé. Rồi em kết thúc video đây, chào tất cả anh em.